Xin chào, các anh đã quay trở lại với kênh YouTube của Ambe. Hôm nay em xin giới thiệu tới anh về một sản phẩm đến từ thương hiệu của Zobo. Thì với sản phẩm này, đó chính là tẩu lọc thuốc lá các anh ạ. Thế như các anh cũng đã biết thì tẩu lọc thuốc lá đóng vai trò cũng rất là quan trọng trong quá trình mà các anh cai thuốc lá. Không những thế, nó còn giúp hạn chế được các chất độc đi vào trong cơ thể rất là nhiều luôn đúng không ạ? Không mất nhiều thời gian, không cần phải quá mất nhiều thời gian cũng như là tính kiên trì để mà cai bỏ thuốc lá như các cách thông thường đúng không ạ? Thì tẩu lọc thuốc lá thì hiện nay được các anh cũng được ưa chuộng rất là nhiều. Thì hôm nay em xin giới thiệu với các anh một mẫu tẩu lọc thuốc lá. Mẫu tẩu lọc thuốc lá này thì có mã hàng là ZB338 các anh nhé. Mã sản phẩm thì em có để bên trên góc trái của màn hình ạ. Thì khi các anh đặt hàng thì mình vui lòng đọc đúng mã sản phẩm giúp em canh nhé. Thì với chiếc tẩu lọc thuốc lá này, nó sẽ có rất là nhiều tính năng và chắc chắn là được anh ưa thuộng rất là nhiều. Đó thì các anh hãy cùng em bắt đầu ngay video để mình cùng khám phá chi tiết thêm về chiếc tẩu lọc thuốc lá ZB338 này các anh nhé. Đầu tiên thì nhìn về thiết kế bên ngoài của chiếc tẩu lọc thuốc lá này thì vẫn là một trong một chiếc hộp giấy giả da rất là đẹp và rất là sang trọng. Và ngoài ra thì tên thương hiệu Zobo thì được in nổi màu vàng, chữ rất là đẹp luôn. Và được khắc và được nổi ở phía bên góc tay phải này các anh nhé. Rất là đẹp đúng không ạ? Với thiết kế nhỏ gọn cũng như là sang trọng như này thì các anh cũng hoàn toàn có thể là mình làm một món quà tặng để dành tặng cho bạn bè, người thân thì rất là hợp lý luôn các anh nhé. Đây chính là chiếc tẩu lọc thuốc lá ZB338 các anh ạ. Với chiếc tẩu lọc thuốc lá ZB338 này thì được thiết kế trong một chiếc hộp khá là ấn tượng, rất là đẹp luôn, đơn giản thôi nhưng mà rất là sang trọng đúng không ạ? Đó, thì với thiết kế này cũng là được theo kiểu dạng là da giả luôn canh nhá, rất là mềm và rất là đẹp luôn. Với chiếc tẩu lọc thuốc lá ZB338 này thì hiện tại shop Ame có rất là nhiều màu sắc khác nhau luôn canh nhá, cực kỳ có nhiều màu sắc khác nhau để cho anh có thể lựa chọn cũng như là tùy thuộc vào nhu cầu sở thích của mình. Thì hiện tại trên tay em đang cầm là màu vàng, ngoài ra còn có màu bạc, màu xanh, màu ngũ sắc, màu đen canh nhá. Thì nếu như mà các anh này mình có quan tâm về màu sắc, có thể là nhờ các bạn nhân viên tư vấn thêm, hoặc là các anh có thể là mình vào trực tiếp kênh trang web ambe.vn và gõ vào ô tìm kiếm là ZB338 để có thể là xem thêm được nhiều hình ảnh sắc nét về màu sắc của chiếc tẩu lọc thuốc lá này, cũng như là xem thêm được thông tin cụ thể hơn các anh nhé. Đây là một mẫu tẩu lọc thuốc lá vệ sinh các anh ạ. Tẩu lọc thuốc lá vệ sinh thì như các em cũng đã biết thì mình không cần phải thay thế hay là mình không cần phải làm gì hết, mình chỉ việc là khi mà hút xong thì mình đi vệ sinh lại thôi. Đó, rất là tiện lợi. Và chắc chắn là sẽ phải còn có kèm phụ kiện kèm theo rồi đúng không ạ? Thì nhà thiết kế cũng đã có kèm theo, cũng có là thiết kế một cái dây lòi ra như này. Đó, khi mà mình lòi ra, nó khi mà nó như này thì các anh chỉ việc là nhấc lên như này thôi nhá. Đó, thì các phụ kiện sẽ ở dưới. Thì bao gồm có một cái quyển hướng dẫn này, cũng như là một cái thẻ hãng đến từ thương hiệu Zobo các anh nhá. Một cái phụ kiện mà được các anh cũng khá là quan tâm, đó chính là cái phụ kiện này. Thì ở cái phụ kiện này thì bao gồm có, thứ nhất là có một cái đầu lọc thay thế này. Thứ hai nữa là đó chính là một cái lõi lọc và một cái kim đúng không ạ? Cái kim thì trong quá trình mà các anh vệ sinh sẽ rất là cần thiết luôn đấy nhá. Thì nếu như mà cái nào mình có hay hút xong rồi những cái chất độc nó sẽ đọng lại ấy, thì mình sẽ sử dụng cái kim này. Cái kim này nó sẽ vệ sinh được những cái lỗ rất là nhỏ li ti luôn các anh nhá. Nhỏ li ti luôn, nhỏ xíu luôn. Thứ hai nữa đó chính là cái nắp thay thế này, cái cán tẩu thay thế này. Thì các anh có thể để ý thì với chiếc tẩu lọc thuốc lá này, toàn bộ màu vàng đều được làm bằng từ kim loại đúng không ạ? Nhà thiết kế cũng đang có sản xuất thêm cũng như là có thêm một cái phụ kiện kèm theo đó chính là đầu lọc thay thế. Và cái phụ kiện này thì chất liệu bằng nhựa các anh nhé. Thì nếu như mà các anh này mình không thích sử dụng bằng kim loại thì các anh có thể hoàn toàn có thể là mình sử dụng bằng nhựa các anh nhé. Rất là tiện lợi đúng không ạ? Và cực kỳ là ok luôn. Cái phụ kiện cuối cùng nó chính là một cái phụ kiện này. Thì đây là một cái phụ kiện mà là thay thế các anh ạ. Bởi vì với chiếc tẩu lọc thuốc lá ZB338 này thì các anh có hoàn toàn có thể là mình sử dụng với hai lõi luôn các anh nhé. Lõi thứ nhất đó chính là lõi lọc vệ sinh, mình không cần phải làm gì hết, mình chỉ việc cắm trực tiếp điếu thuốc lá vào đây thôi và hút như bình thường. Lõi thứ hai đó chính là lõi lọc thay thế. Lõi lọc thay thế thì đây là chính là một cái phụ kiện mà có kèm theo. Thì tương tự như bên shop Ambe cũng có những cái phụ kiện khác như đây chính là một lõi lọc thay thế các anh nhé. Thì nếu như mà các anh này mình sử dụng lõi lọc thay thế thì mình có thể sử dụng thêm một cái vỉ này. Đó, hiện tại shop Ambe cũng có bán các anh nhé. Nó cũng tương tự với cái lõi như này luôn các anh ạ. Đó, tức là khi mà các anh mình cho vào trong bên trong này, xong rồi đó là khi mà mình hút được khoảng 5 đến 7 điếu hoặc là hơn một chút thì là các chất độc nó sẽ đen ở đây này các anh ạ. Đó, các chất độc nó sẽ đen ở đây, thì sau đó là mình khi là nó đen quá rồi thì các anh cũng sẽ bỏ đi và mình sẽ sử dụng thêm cái mới như thế này các anh nhé. Đó, rất là tiện lợi luôn.
Đây là một cái sản phẩm mà được các anh ưa chuộng cũng như là săn đón rất là nhiều và là một cái sản phẩm mà bán chạy nhất là bên em luôn đấy ạ. Bởi vì là có thể sử dụng được với lõi lọc vệ sinh mà lõi lọc thay thế. Một điều đặc biệt nữa đó chính là ở cái chiếc lõi lọc vệ sinh này thì là không có răng cao su như các mẫu khác. Thì có một có vài anh cũng như là có nhiều anh cũng thích theo kiểu dáng là không có răng cao su, bởi vì trong quá trình vệ sinh thì mình không cẩn thận hay là chẳng may làm dơ cái răng cao su thì rất là khó sử dụng nữa, đúng không ạ? Thì với chiếc tờ lọc thuốc lá này sẽ không có cả không cần dùng đến cái răng cao su các anh nhé. Đó, toàn bộ thì bằng kim loại rất là đẹp và rất là sang trọng luôn, rất là chắc luôn các anh nhé. Về kích thước chiều dài của nó thì rơi vào khoảng 6,8 cũng như là khoảng 7 cm thôi. Đó, rất là nhỏ gọn và rất là dễ dàng cầm tay. Các anh cầm tay thực sự rất là sang trọng đúng không ạ? Nhìn rất là thời trang luôn, rất là cao cấp. Và về trọng lượng của chiếc tờ lọc thuốc lá này thì bởi vì là bằng kim loại nên là khi mà các anh mình cầm trên tay mình hút này cho cảm giác rất là đầm tay luôn các anh nhá. Trọng lượng của nó thì rơi vào khoảng 38g các anh ạ. Đó, rất là đẹp và rất là xịn đúng không ạ? Với cái đầu lọc thay thế này, đầu lọc bằng nhựa này các anh nhá, thì nếu như mà các anh mình muốn thay vào đây thì việc mình chỉ việc là xoáy cái phần này ra các anh nhá. Đó, phần này ra và mình sẽ lắp trực tiếp cái đầu lọc nhựa vào kia là được. Đó, nếu như mà các anh là mình muốn là sử dụng cái đầu lọc nhựa kia các anh nhé. Còn không thì mình có thể sử dụng trực tiếp với lại đầu lọc kim loại này. Còn đây là một mẫu tủ lọc thuốc lá chuyên dụng dành cho điều thường các anh ạ. Thì hiện đại shop rất là dễ dàng sử dụng thôi. Thì đây là một điều thuốc lá điều thường. Đây là bóng bao thăng long thì cũng được các anh dùng rất là nhiều. Thì các anh chỉ việc là mình cắm trực tiếp vào đây các anh nhé. Nó rất là chặt luôn. Thì các anh có thể nhìn này. Đó, mình em lúc lắc lúc cũng như là lung lay nó không hề rơi một chút nào. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Đó, anh chỉ việc là cắm thuốc lá vào và mình đốt và mình hút thì bình thường các anh nhá. Đó, hương vị thì nó sẽ vẫn còn giữ nguyên vẹn. Nó chỉ khác một điều đó chính là nó sẽ hạn chế được các chất độc đi vào trong cơ thể thôi. Do đó là anh hút lâu cũng như là mình sử dụng lâu thì sẽ cai được thuốc lá các anh nhá. Về cách vệ sinh, nếu như mà các em mình sử dụng lại là vệ sinh, đó chính là mình chỉ việc xoáy cái phần này ra các anh nhá. Đó, khi mà các anh xoáy ra thì cái chất độc nó cũng sẽ bám lại đây các anh nhá. Thì nếu như mà khó quá thì có thể là mình sử dụng cái kim mà phụ kiện kèm theo đó. Đó, rất là tiện lợi và rất là sang đúng không ạ? Một chiếc tẩu lọc thuốc lá mà còn rất là nhiều tính năng và hơn nữa là có những cái phụ kiện đi kèm rất là chất như thế này đúng không ạ? Thì đối với chiếc tẩu lọc thuốc lá này thì nếu như các anh là mình có thắc mắc cũng như là có câu hỏi gì cần đặt ra thì các anh hãy để lại câu hỏi cũng như là để lại ý kiến của bản thân mình dưới phần bình luận của video này các anh nhé. Còn đối với những anh nào mình kết sản phẩm này, mình muốn đặt hàng ngay thì cách nhanh nhất cũng như là cách bảo mật thông tin nhất cho các anh đó chính là mình hãy gọi điện thoại trực tiếp tới các số đang hiển thị trên màn hình kênh nhé. Và xin cảm ơn các anh đã dành thời gian ra để theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh trong những video lần sau.